Em Trần Anh gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị đang theo dõi kênh YouTube nha. Hôm nay bên salon em về con Chevrolet Spark. Con này sản xuất năm 2008, một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha. Dòng xe này là dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Trần Anh sẽ đi sơ lược về đồng sơn và nội thất cho anh chị xem nhé. Đây nè, con này là mang một cái bộ áo màu trắng ngọc trinh. Bốn vỏ được 80% nè anh chị ạ. Mâm sắt ốp chụp mâm anh chị nha, gầm bề trong là anh chị. Đó. Gầm bề trong đây. Không có một xíu mục mọ anh chị nha. Không có một xíu mục mọ luôn. Bốn miếng cửa rất liền lạc. Giá rất rẻ, tập chạy tập lái đến tay người tiêu dùng nha. Sản xuất năm 2008 anh chị. Phong xe đây. Dòng này thì chắc anh chị đã biết nhiều về nó rồi. Động cơ dung tích xi lanh nó làm việc có 0.8. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 5 lít trên 100 cây nha anh chị nhé. Phong dáng của Chevrolet đó. Anh chị thích dòng Chevrolet thì cứ alo cho Trần Anh. Bốn vỏ đẹp như nhau anh chị ạ. Bốn vỏ này. Gầm bề là không mục mọt nhé. Em ơi, lấy cái chìa khóa mở xe ra cho anh. Rồi con dán con Chevrolet Spark đây. Đây là bốn vỏ nè anh chị ạ. Đó, bốn vỏ lúc mới gầm bề trong mà không có một xíu một vọt luôn. Đó anh chị thấy không? Ốp chụp mâm hết toàn diện. Spark Chevrolet đây. Con này bên em cũng dọn dẹp vừa xong xuôi rồi nha anh chị nha. Đang dừng ở salon luôn ạ. Để phòng dán con xe ra. Con là ghế nỉ nha. Đây ạ, ghế nỉ nè. Đời 2008 á. Ghế nỉ nguyên rin từ anh giết anh chị. Nó có bi cửa đó. Cái này nguyên bản hết à, đang bấm nè, không có bị cứng đục luôn nha anh chị nha. Bốn cánh đẹp như nhau ạ. Đó, nhìn nó cùi cùi thôi, nó chạy từ Sài Gòn về tới Bà Lộc á, 200 cây anh chị. Keo chỉ nè, keo chỉ của cánh cửa đây nguyên bản hết đó anh chị thấy không. Nó bi cửa nè, bốn cánh đó, bốn cánh là keo chỉ của nó nè. Là ghế nỉ nè, bên phụ nè, ghế nỉ hết toàn diện nè. Dòng xe cùi bắp, cùi chạy rất là ghê anh chị nha. Đó. Rồi 2008, vô lăng đây. Trời, lực lái rất là nhẹ. Đây là anh chị ngồi một chỗ xe vô lăng là rất là nhẹ nhàng luôn. Con này đi được 390.260 km rồi nha anh chị nha. Đó là phong xe đây. Trang bị một cái màn hình nghe nhạc âm thanh giải trí nè. Lót sàn nè anh chị. Không có một xíu mục mọt. Máy móc nó rất khô ráo, trần thì trần da nè. Đó, xe của bắp chạy ok lắm. Máy móc 1, 2, 3. Con này là xài 3 cái IC, 3 cái bô anh chị nha. 0.8 anh chị. Nỉ nè. Để cách gì trong phần thân máy nè. Nguyên bản luôn, không có dưới được bị mục rách anh chị nha. Chiếc xe đang hoạt động đây, máy đang hoạt động đây. Không có một xíu đồ hơi luôn rồi. Đó chị thấy không? Xe không có một tí đồ hơi luôn.
À, sóng dằn trước của em đó nè. Đang máy đang nổ, đang hoạt động rất là êm anh chị ạ. Đó, kho đây là phong dáng con Chevrolet Spark đời 2008 đó. Chất xe đó. Nó chỉ có vậy, đăng kiểm tháng 3 năm 2020 nè. Đăng kiểm còn sau anh chị nhá. Cho anh quay luôn chị coi phần gầm nè. Phần gầm nè. Đó, xe của bác thôi. Đó, anh chị thấy không? Đó, có một chỗ này nó hơi mục rồi. Đó, chỗ này nè. Cho anh quay cho chị coi nhá. Đó, chỗ này nó hơi mục rồi. Hơi mục có một xíu thôi nha anh chị nhá. Đó, xe, trước xe thì các bạn. Chị nào quan tâm đến dòng Chevrolet Spark này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh nhé. Đó là phong xe đây. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.